Hiện đang là thời điểm giao mùa, là điều kiện để virus phát triển, gây ra các bệnh về đường hô hấp. Thế nhưng mà cùng với đó, tại một số cơ sở y tế tại Hà Nội lại đang ghi nhận sự tăng trở lại của một số ca bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, tay chân miệng v.v. dù không phải là đỉnh dịch. Đáng nói là nhiều bậc phụ huynh đã chủ quan, đã nhầm lẫn với những bệnh lý khác, dẫn đến tình huống là trẻ nhập viện muộn, gây biến chứng nguy hiểm. Bệnh nhi này vừa điều trị gần một tuần với sốt xuất huyết. Trước đó bé chỉ có dấu hiệu sốt kéo dài, không phát ban, nên gia đình chẳng rõ bé bị bệnh gì. Thậm chí khi đến cơ sở y tế, tiểu cầu cũng không giảm rõ ràng. Thì cứ nghĩ là hay là nó sốt, nó mọc răng. Đấy, chứ cũng không nghĩ là nó trái mùa là nó bị bệnh này. Đa phần trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, không có phổ biến vào mùa này. Nên là nhiều trường hợp các phụ huynh, nhất là những phụ huynh có kinh nghiệm, thì là có thể là tự điều trị tại nhà và không đưa trẻ đến bệnh viện khám. Trong nhiều trường hợp thì là sẽ không phát hiện được sớm. Cũng vì trẻ không có dấu hiệu điển hình, nên lại tự điều trị tại nhà nhiều ngày rồi mới nhập viện. Bệnh nhi này được chẩn đoán mắc tay chân miệng, dương tính với virus EV71, có thể gây biến chuyển độ nặng, kèm cả bệnh viêm phổi. Chế cháu nó cứ có mọc mấy cái nốt lên, thì lại cứ nghĩ là cháu bị nóng. Thế là mới bảo đi bôi cho cháu cái kem nẻ thôi. Thì càng ngày lại thấy nó cứ mọc thêm ra đấy. Thì cứ không nghĩ là chân tay miệng như này. Hiện tại đang là đỉnh dịch của một số bệnh hô hấp, như virus hợp bào hô hấp RSV. Nên một số phụ huynh chủ quan cho rằng trẻ không có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền, nên có những sai lầm trong điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, ngày nào cũng tiếp nhận khám và điều trị cho gần chục trường hợp mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng. Đáng nói các triệu chứng của bệnh đều âm thầm, rất khó nhận biết. Không phải là dịch, nhưng chúng tôi đã ghi nhận cho điều trị. Trên khuyến cáo các gia đình, nếu thấy con có dấu hiệu sốt trên 2 ngày, hoặc trẻ có những dấu hiệu giật mình, kích thích, hoặc là ho, khó thở thì đề nghị đưa đến cơ sở y tế. Tại thời điểm này thì chúng tôi vẫn ghi nhận rằng những cái bệnh phối hợp kèm theo của sốt xuất huyết hoặc chân tay miệng làm cho bệnh trở nặng hơn, đặc biệt là bệnh cảnh của hô hấp mùa này. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tuần qua trên địa bàn có thêm 14 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4 ca so với tuần trước đó, thêm 37 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 13 ca so với tuần trước đó. Có thể thấy, những dịch bệnh vốn đã hạ nhiệt hoàn toàn có thể tăng trở lại. Dù số ca mắc của các bệnh này đang có chiều hướng gia tăng, nhưng hầu hết ca bệnh đều tản phát. Các chuyên gia dự báo, thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc. Phụ huynh cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo để trẻ được can thiệp và xử trí kịp thời.